Và tiếp theo là một bài mà em nghĩ là sẽ hơi đặc biệt, đó là bài Vũ Lì Đòn Cypher. Tại vì có một số người quen của em ở trong bài này, và trước khi mà vào nghe thì em cũng xin nói trước là em đã nghe bài này trước đó rồi, nghe khá là nhiều rồi, và cảm thấy các anh em trong cái cypher này kiểu như là làm để kỷ niệm với nhau, một cái bài với nhau. Nhưng mà lên được top này thì mình reaction, nhưng mà cái mục đích của nó vẫn là kỷ niệm là chính, cộng với việc kiểu mọi người rất là nhiều, tức là em nhớ là tới 14 người trong cypher này lận, thì kiểu rất là nhiều người từ nhiều nơi làm nhạc với nhau đó, nên là cái chất lượng âm thanh nó không có được đồng đều cho lắm. Thì cái phần mixing nó sẽ hơi không biết là có chủ đích hay không, nhưng mà nó sẽ hơi khó nghe một chút. Thì ok, bây giờ chúng ta sẽ vào nghe luôn Vũ Lì Đòn Cypher. Tầm 6 nhóm, 14 người. Ok, em quên nói một cái điều là do cái bài này nó quá dài á, nên là chúng ta sẽ nghe và react từng verse một. Thì sau cái verse đầu vừa rồi, theo như em biết là của bạn T-Rented. Ok, thì anh cảm thấy như thế nào về cái verse này? Bây giờ em phải mở lại đi. Mọi thứ nó trôi qua nhanh quá. Ok. Nó cũng hơi ngắn đó, tức là do 14 người làm nên là verse nào cũng nó cũng ngắn vậy. Thì đúng là một cái điều mà em cảm thấy hơi đáng tiếc, tại vì em biết là có những người trong cái cypher này cái khả năng của họ cao hơn như thế này rất nhiều, nhưng mà do nó hơi ngắn và đông người đó, nên là cái sự nổi bật của họ không có được thể hiện hết, chưa có đủ để rõ được cái quan điểm của mình ở trong cái verse đấy, đúng không? Đúng rồi. Nhưng mà sẽ có, em nghĩ là sẽ có một vài verse khá là đặc biệt. Thì trước tiên nói về verse 1 là bạn T-Rented trước đi. Thì qua một cái đoạn ngắn như vậy thì anh Chukan cảm thấy như thế nào? Nghe nó kiểu là anh nhớ tới khói. Nhớ tới khói như thế nào? Kiểu nghe nó bị thoáng qua. Nhớ tới khói. Cũng thấy cảm nhận là mình thấy cái giọng của bạn này căng á. Nhưng mà chưa kịp hiểu cái gì thì bạn xong hết rồi. Kiểu một phần là chắc có lẽ mình không biết được tiếng Anh. Với cả cái phần thứ hai nữa là bạn kiểu đúng là nhanh quá, mới nghe và giật mấy cái nó nghe có vẻ căng đấy, nhưng mà từ sau cái độ căng của bạn thì phải cho mọi người kiểu nó phải được duy trì thêm tí nữa, để xem bạn nói cái gì chưa sướng hết là bạn đã đi rồi. Nhưng mà em cũng cảm giác không được thỏa mãn cho lắm. Mong là được gặp bạn vào những cái sản phẩm solo tiếp, tại vì em thấy những cái kỹ năng cơ bản của bạn đều ổn định hết rồi, không có chật biết, không có gì hết trơn á, không có vấn đề gì về những cái kỹ năng cơ bản, nhưng mà do cái độ nhiệt nó chưa có được duy trì, tức là nó quá ngắn thôi. Thì mong là được gặp bạn vào những sản phẩm solo sau này. Thì chúng ta tiếp tục nghe verse sau. Verse sau là một cái verse khá là đặc biệt. Tao kêu anh đi tải đi, tao cho mày đi chạy, mày là băng.
của Jumbo 5 khá là khó chịu. Xong rồi em khá là khó chịu tại vì thứ nhất á, cái kiểu nhạc của Jumbo 5, tại vì em có nghe nhạc của Jumbo 5 rồi và cái kiểu nhạc của Jumbo 5 vốn dĩ nó đã khó chịu rồi, giờ nó lại còn ngắn nữa, người ta chưa hiểu gì hết thì nó đã hết. tại vì á, cũng muốn nói lắm mà chưa hiểu gì hết, không biết nói sao. em tức là thì tại vì em không muốn mình lướt qua quá nhiều cho nên là em muốn nói về từng bạn thì nó cũng hơi khó chịu một chút, nhưng mà chúng ta cứ thử xem. Tại vì nói về Jumbo 5 thì như Chu Cang đã thấy là anh bạn này xài tool rất là nặng. Và kiểu như anh em đang theo một cái màu kiểu bên giống như là em nước ngoài bây giờ nó đang có kiểu Travis Scott với cả cái gì nữa nhỉ, thì mấy thanh niên mà chơi đúng rồi, cái kiểu sẽ là tool nặng đó. Đúng rồi, cũng hay nếu mà phù hợp nha, tùy chất giọng, nghe cái kiểu đấy nó cũng bắt tai, nhưng mà kiểu với cái thị hiếu người Việt Nam thì người ta vẫn đang thích cái gì đó nó bình thường, nó rõ ràng, bình thường thật ấy hơn. Và trong cái lúc thu âm thì em đoán là trong cái lúc thu âm bạn Jumbo 5 này kiểu rap không có đóng miệng lại luôn á, cho nên là nghe nó không có tròn chữ, nó không có hết một cái chữ, cứ như này, nên là không có uốn miệng thì đúng rồi, uốn kiểu nó hơi nó đúng nghĩa mumble luôn á, thì nó không có rõ một cái từ nào hết. Nhưng mà đó là cái chất riêng của Bo, và sẽ còn rất lâu sau nữa thì số đông nó mới chấp nhận được cái phong cách này. Nhưng mà ngoài cái chiếc verse khá là khó chịu này ra thì mọi người có thể ghé ngang SoundCloud của Bo để nghe thêm nhiều bài nhạc khác. Tại vì em có nghe nhạc của Jumbo 5 rồi và có rất là nhiều sản phẩm đáng để nghe. Đây là một trong những cái SoundCloud rapper mà em rất là thường nghe ở Việt Nam luôn. Những cái verse sau liệu chúng ta có nên nghe từng verse tiếp không ta? Cứ nghe từng verse đi, cứ nghe bắt đầu, cứ nghe xem mỗi màu sắc mỗi bạn như thế nào. Tiếp theo là bạn OP. Hai thứ mày đến mức sách với mày làm cho nhạc và đời nếu mới thích. Hầu ta là ma, cô nhà là con số bạn lĩnh cho tao đứng trong mấy tít. Tao vẫn lấy đi sao mà tỉnh trong con mắt mày, để xem là tao cũng bị giang hồ với ai. Bên tao rap game mà cái đất này cũng này tao. Chứ bây giờ ngắm bất kỳ thằng nào tới đây nên lưu ra đi tao cũng biết. Flow tao đủ để chạy cho con biết. Xóa sổ mấy cái file tụi mày chỉ cần một ít là qua hết. Là rất thật biết nhưng không biết bị bắt được chain. Xong đóng mấy này, rap là đen. Cũng giống swag tình mày, tụi mày tao trong một lối sống khác này. Tụi tao lạc vàng, muốn đóng rác. Flow khá căng. Flow căng. Bạn kiểm soát được cái việc mà đọc nhanh nhưng mà rõ chữ rõ ràng. Nó vẫn nhanh nhưng mà nó đủ. Nó kiểu nó vẫn đều cho người ta cảm được cái từng câu trong cái đoạn nhanh của bạn này. Nghe nó đã. Nhiều người cứ kiểu nhanh cũng là một cái kỹ năng tốt, nhưng mà nếu mà nhanh quá mà nhanh không biết là đang đọc cái gì thì nó phản tác dụng. Đúng rồi, nó phản tác dụng. Nếu mà nhanh nhưng mà kiểu mà mình vẫn cảm giác được cái âm điệu nó cái trong câu bạn đọc ra nghe nó hay. Đúng rồi, và cái ram scheme của bạn nó cũng rất là dày, bạn gieo vần rất là nhiều, em cảm nhận được cái điều đó, và nó cũng là một cái phần hình thành lên cái flow của bạn, nó rất là chắc và cuốn. Delivery cũng khá là ngầu á, tuy là như em cũng đã nói rồi thì do mixing, không biết là do cố tình hay gì đó, nhưng mà một số chữ em không nghe được rõ cho lắm. Em hy vọng là sắp tới sẽ được nghe được nhiều nhạc solo của bạn OP hơn, tại vì em thấy bạn này khá là có khả năng, tại vì khá là cuốn và dường như là bạn theo lyrical, trong khi những người như Jumbo 5 các thứ thì đang đi theo new wave, nên là em rất là chờ đợi những sản phẩm tiếp theo của OP. Và verse tiếp theo là của ai vậy ta? Verse tiếp theo là của Hailey. Hai bộ rap đi xe, có từ chuyện đi sai. Local boy lướt đi trong ban đêm, anh em tao độc bang. Càng tao dân biển nước da màu đen, cách tao chơi nó hơi bị khác. Đều bắt đầu đét tao vào đây bàn xem. Bước xuống vô và rap tụi tao có sáng như những gì xa. Tay đặt bút cầm giấy vào viết về tư cảm xúc. Mỗi chết tìm thức năm chỗ quanh khắc nghệ thuật bắn tắt. Nhưng qua trực giác nó chỉ là kiệt tác. Một bắn ảo giác nó bị chân sọc rác. Wow, tụi tao thả ra. Mọi người bạn Hailey. Em cảm thấy cái vocal của bạn này khá là đặc biệt. Nó khàn khàn, nó dày dày.
nghe nó khá là gắt gỏng, ghen các thứ. Thì anh Toucan có chia sẻ gì về cái verse của Hailey không? Khá là khó nha, kiểu nó ngắn quá, mọi thứ nó đi qua hơi nhanh. Nghe giống có cái gì đấy giống Robert đúng không? Em cũng đúng rồi, kiểu nghe đó, kiểu tự nhiên mình nghe thấy mình liên tưởng đến cái thanh niên Robert ở bên Hustla. Thì đây là cái anh bạn mà Win mẹ cái bài này nó hơi nhỏ đúng không? Mình mở nó to lên một tí nữa được không? Đây là maximum rồi. Maximum nào? Verse tiếp theo là của bạn Winno. Đây là một cái bạn mà em có biết, nhạc khá là cuốn. Để xem chú Khanh nghĩ gì về Winno nha. Nghe qua loa ngoài thế này thì hơi khó, nhưng mà chúng ta vẫn chắc là anh Toucan vẫn cảm nhận được cái khả năng của bạn Winno nha. Tại vì em cảm thấy là flow của bạn khá là cuốn á, kiểu nó cũng giống như mấy ông chơi mumble á, nhưng mà nó nhiều chữ một chút, với lại nó nhanh hơn một chút á, thì nó khá là cuốn. Với lại nói về cái độ mà bị ảnh hưởng, không phải là bị ảnh hưởng mà giống với Robert, thì em cảm thấy Winno giống Robert hơn nhiều. Tại vì cái kiểu vocal nó đã sẵn, cái vocal bị sàn sàn rồi, mà cái flow hay là cái cách phát âm, cái delivery cũng giống nữa. Em thấy giống với Robert khá là nhiều. Anh Toucan có muốn nói gì về Winno không? Hay. Mà này hay. Thật đó, mình cảm thấy là các bạn nên rút kinh nghiệm, lần sau làm cipher thì nên chia ra các phần, kiểu cipher phần 1, phần 2, mọi người làm dài thêm tí nữa có cái để nói. Ok, tiếp theo là ai nhỉ? Tiếp theo là bạn Binzix. Có mấy thằng bạn của tôi gang dùng băng đạn của nó gang không biết sợ vì nó gang từ đất lắc cho ta hai bờ gang, chơi với tụi tao như tụi nó có độ cao à, đi cho thằng Huy và nó xách ra bộ dao chẳng tí máu cho tụi nó không tao, mày là dân thường mà nó chơi với bộ sao. Cái bạn này em cảm thấy cái vơ khá là kiểu vui á, vui mà kiểu nó cứ kiểu lâu láo nhưng mà vui à, bộ kêu Tông Huy xách cái bộ dao mày dân thường mà mình tính chơi với bộ sao à, đang chơi trên màu khá là rõ chữ mà nó vui này, cứ gang cái thứ nó làm ra một cái vibe khá là mắc cười. Các kỹ thuật cơ bản thì cũng rất là vững rồi, đoạn sau chuyển flow chuyển vần cái thứ cũng mượt, nhưng mà vẫn cứ phải giữ cái bè gang ra, đã chuyển vần rồi vẫn cứ phải giữ cái bè gang. Ok, tiếp theo là bạn Lil Stoney. Ok, đông là cái phần mà em hơi khó chịu khi mà cái vocal của bạn được mix không có được nổi bật cho lắm, nó bị cái sound effect dìm xuống á, nó cũng hơi khó chịu. Giọng của bạn Lil Stoney này thì em thấy khá là nam tính, cái kiểu nó hơi dày và flow của cũng kiểu mumble rap, kiểu cái những cái ad lib kiểu u dè thứ
nó ít chữ nhưng mà nó dính vào cuốn. Nội dung thì em nghĩ là đúng nghĩa break á, là nó làm vui vui và nó cũng kiểu mumble, nên là về nội dung thì em không có gì để nói quá nhiều. Còn nãy em thấy anh Suka có nhún nhảy theo đó, nãy giờ anh Suka không biết nói gì nữa thì nghe tiếp đi anh em, mình nghe tiếp okay. Cái phần tiếp theo đi. Tiếp theo là bạn Yombino. Yombino hay là bạn Big Juno nhỉ? Yombino ạ. Này không có thằng nào thắng hết, mặt cần đau lên từng ngày, làm con người thêm gắn kết. Trời qua bao đêm mưa sầu, rồi cũng sang ngày nắng tới. Sống đến nay vẫn chưa ngầu, nên tao không mong bị vắn chết. Nên lớp đây khiêm tốn với tất cả sức mạnh, để có thể nói ra những điều thối tha của ai tối qua. Nhưng không cứ khẳng này đã không cho xảy ra điều đó, và có thể tất cả nó vẫn đang làm thao đâu. Riêng với tao còn một cái thịt chất đấu đá, hẹn cái cháu vào đau sầu. Tao còn một cái ốc là không đủ đi. Em để ý là kiểu mạng flow nó chậm 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 tí, nó không có nhanh và gấp gáp như những cái bạn trước, cho nên là cái verse của bạn nó có phần nào không, nó có phần nào kiểu trôi qua chậm hơn một chút. Mình cảm nhận rõ hơn. Yeah. Mấy bạn này làm nhạc nghe kiểu nghe nó phải nói sao, dùng từ ảo thì nghe nó không hợp. Nó ảo ảo, nghe kiểu đưa mình tới những cái không gian khác, kiểu cái cách mà bạn chơi nghe nó hay, kiểu âm nhạc vũ trụ. Vũ trụ, nghe nó trôi, nghe đi cảnh. Ok. Tiếp theo là bạn Zed. Đây thì kiếm như là Axel. Tuyên áp tao không khá như đôi có mấy thằng bạn mà phong thái, khi tầm mạng là bắt đầu sáng như là Razor. Dạng ngạc tôi không như đang sống, mới đang chết, phong trên đất như bay cao. Một con như con thành khi em tao tung mạnh, nó khen nhạc tao chết trong khi tụi tao gây bão. À khi cho còn đi mà cười biên, nên tụi tao là tụi mày hăng mày rap. Nếu muốn tiến bộ, thì sai phần tự chiên, nên cũng biết nồng. Nam mê ai bị như là tiếng đồng, vì là biến đồ. Khi tụi tao còn đang trong thời gian, cần thêm bao đứa khác để thoát ra. Dân Việt Nam một hơn nguyên, một khung như cùng lên, một trách như X-Man. Đây là một cái verse khá là đặc biệt, nên em không biết là có gợi cho anh Tukan nhớ tới nhân vật nào không ta, hay là nhóm nhạc nào không ta. Em thì em thấy khá là giống Bon Thugs and Harmony, kiểu cái đoạn chơi melody á, nó giống với anh. Ở Việt Nam thì em chỉ biết có một số ít người chơi cái kiểu này thôi, là anh Rockos hay gì đó đúng không ta, của 3S, anh Mega Ace, nhóm Sài Gòn Gangsters thì có chơi cái kiểu này. Ở Việt Nam khá là ít người mà chơi kiểu melody của Bon Thugs and Harmony, nó hơi ngang, nó rap có giai điệu, nó chứ nó không có rõ cái, không phải không rõ melodic, mà nó không giống với melodic rap của anh Viso hay anh Sơn 7, mà nó nhanh hơn, nó dồn dập hơn. Kiểu vậy là vẫn là rap, nhưng rap giai điệu nó hơi ngang, chứ nó không kiểu luyến hẳn như là Viso kiểu rồi. Ok, tiếp theo. Theo là bạn KLTE. Ok. Hơi kiểu mình nghe thì ban đầu mình tưởng là chất lượng thấp, nhưng mà càng nghe thì mình càng nhận ra là nó có một cái sự cố tình ở trong đó. Nó đang cố gắng tạo ra cái màu này rồi. Kiểu đang mọi người đang muốn theo cho mọi người biết cái màu này. Kiểu nó dị nó mấy cái này mà mấy cái cypher như vậy mà anh em đi diễn show chạy lắm. Đúng rồi. Sướng. Ok. Dù cho nó chưa cái nó chưa nãy giờ mình cũng chưa có hiểu được nhiều lắm, nhưng mà nghe sướng là được. Nghe nhạc nhẹ là được rồi. Tiếp theo là Big Pack. Đầu hứa như một là mày cậu,
lạ lực trên đường phố, cũng là châu nấy đầu, sống trong khu local, phải biết stay humble, like I died, one night shot, đưa tụi mày ngay vào trong đêm nào, và nhiều một cái trong cuộc sống, cần nấu cái thân xác và linh hồn để có được thứ tao muốn, và những cảm xúc mà tao huyết vô cái chắc thì hấp vô bài nhưng không thể cái tao xuống, too many problems là tao sẵn sàng, nhưng tao vẫn âm thầm tìm được giải pháp, là giải bài rap, cái anh chỉ bạc, yeah I'm the chosen. Cái đoạn chuyển flow nó dồn dập xong hình như là có một cái đoạn bạn chuyển flow xong bạn gieo kiểu bạn lấn sang một cái bar khác, kiểu nghe nó hơi kiểu mình không có ngờ tới cái đoạn đó, nên là mẹ mình khá là bất ngờ. Xong bây giờ là bạn HBO gì vậy? Bạn này là kênh phim à? Khá là rõ chữ à, nghe sướng, nghe khá là gan á. Kiểu flow nó cũng không có quá dồn dập nhưng mà nó rất là nặng. Bạn chọn cho mình một cái điểm rơi ở trong cái con beat hợp lý để đưa cái giọng bạn lên cho mọi người nghe dễ. Tiếp theo là JOK. JOK is on the track. Lấy bằng chân làm năng lượng cho đồng bằng tay. Một sát được toàn tâm trí lực cho chị bên hang. Một lấy ta bảo vệ lên thanh danh. Cũng để cho nó lụi tàn. Làm đến như vị thành anh mà mày chẳng thấy bùi được nhân tài. Tôi đã bị nó chẳng yêu. Quỳ giờ nó mới sẽ chạm để cho mình sẵn mánh. Chiêu lên đầu và lốt đàn ma. Nào tao đốt đàn hoa. Tôi chỉ sợ là cũng như vợ hốt quay. Yeah, ooh. Bắn vô mày và kiếm thơm mau và ốc cu. Cứ quyền chống nhưng mà tụi mày làm sao mà nỡ. Tụi tao biết là tụi tao ác. Và tất cả dẫn trách nhiệm của cánh mắt trên vai tao may. Trên vai tao may. JOK cũng là một người mà em biết ở ngoài đời. Tại em có nghe nhạc của JOK và chơi với JOK một khoảng thời gian khá lâu rồi. Thì em cũng biết được là cái khả năng điều khiển và biến tấu flow của JOK khá là đa dạng. Chúng ta có thể thấy là kiểu đang nhanh rất là dồn dập luôn, xong rồi lại chuyển về chậm, nó rất là mượt. Và lúc mà rap nhanh cũng không có bị mất kiểm soát nữa. Nhưng mà có một cái điểm mà em nghĩ là anh JLK nên tham khảo, đó là giọng của JLK là một cái giọng dày, khàn. Thì giọng này thường thường khi mà rap nhanh á, mình sẽ bị khó nghe. Thường thường những người mà có giọng dày, trầm và khàn á, họ sẽ rap chậm để cái giọng của họ nó được phô ra nhiều hơn. Thì nó sẽ rõ chữ hơn cái thứ nữa. Cho nên là em nghĩ là đó cũng là một cái ý mà anh JLK nên tham khảo xem sao. Dù sao thì những cái flow của JLK dù nhanh hay chậm em thấy nó cũng vẫn rất là cool. Okay, bây giờ là verse cuối cùng của bạn Papo. Cypher. Ở phần cuối của bạn Bubble khá là có một cái đoạn melody khá là cuốn, nó nhẹ nhàng thôi nhưng mà nó làm mình nhún nhảy. Ok, vậy thì nói chung về Fully Done Cypher thì anh Toucan có chia sẻ gì không về cảm nghĩ? Cảm nghĩ là mình cảm giác mọi người đang thử sức mình ở những cái màu sắc mới trong âm nhạc và cho mọi người thấy những cái gì đấy nó năng lượng, nó mới mẻ, nó trẻ trung hơn, cũng được kiểu mọi người cho. Còn tại vì mình cũng chưa nghe được nhiều của những cái sản phẩm của các bạn ấy, cho nên là cũng không ấy. Nhưng mà cũng chúc là những anh em ở Vua Lì Đòn Cypher sẽ còn lì đòn và còn được nghe nhiều sản phẩm âm nhạc của các bạn. Ok.